nghiệp vào tháng 8. Cố lên. Mỗi mùa mô phỏng đi qua thì để lại ấn tượng khó phai trong các bạn và thầy cô. Thì vất vả, mỗi vất vả thì cũng đã qua, thành công cũng sẽ đến với các bạn. Chúc các bạn thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. 4 năm đại học đã đi qua và môn cuối cùng các bạn trải qua đó là môn mô phỏng doanh nghiệp. Thì tất cả những khó khăn các bạn đã trải nghiệm trong môn học thì hy vọng là góp vào hành trang sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thành công trên con đường tương lai. Rồi, chào các bạn. Cái môn học cuối cùng của các bạn cũng đã kết thúc rồi. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nó một cách thành công nhất có thể. Cái môn học này diễn ra trong một cái bối cảnh hết sức là đặc biệt. Dịch Covid nó đang có những cái chuyển biến rất là khó lường, nhưng mà với tinh thần quyết tâm của tất cả chúng ta thì chúng ta cũng đã đi đến được cái giây phút tổng kết được môn học này rồi. Ai cũng gặt hái được những cái kết quả riêng cho mình. Hy vọng là với cái vốn kiến thức này các bạn sẽ có đủ cái bản lĩnh để các bạn có thể bước ra xã hội, hòa mình vào trong cái vòng xoáy đó để có thể gặt hái thêm những thành công sau này cho các bạn. Hẹn gặp các bạn vào buổi lễ tốt nghiệp dành cho các bạn khóa 23. Bạn ha, ông bà mình có câu là thao trường đổ mồ hôi, chiến trường mất đổ máu. Thì thông qua cái hoạt động mô phỏng này, thầy mong là các bạn học được những bài học cho riêng mình ha. Rồi, ở về phía thầy thì thầy chúc các bạn luôn thành công trong con đường sắp tới và hẹn gặp các bạn tại buổi lễ tốt nghiệp của khóa K23 ha. Rồi, thầy chào các bạn. Rồi, chào các bạn. Mặc dù môn mô phỏng cũng chính là học phần cuối cùng mà được xem là cột mốc đầu tiên mà các bạn đã đạt được rồi. Vì vậy thì hãy cố gắng nhiều hơn nữa nha. Hẹn gặp lại các bạn vào lễ tốt nghiệp. Chào các bạn. Các bạn đã có một tuần học rất cực nhưng cũng rất là vui. Và cô hy vọng rằng đó sẽ là những ký ức tươi đẹp của trong thời thanh xuân của các bạn. Cô chúc các bạn luôn thành công trong sự nghiệp sau này. Xin chào các bạn. Vậy là môn học cuối cùng cũng đã đi vào giai đoạn cuối. Chắc là các bạn đã có những kỷ niệm chắc khó quên với mô phỏng đúng không? Về phía thầy cô thì các thầy cô cũng có một cái tuần lễ cực kỳ là căng thẳng, và không phải là chỉ có các thầy cô ra đề cho các bạn đâu, nhưng mà chính các bạn là những người cũng ra đề cho thầy cô để thực hiện trong cái tuần lễ này. Nên là rất vui mừng là chúng ta đã cùng nhau vượt qua con trăng này và đã đi đến bước cuối cùng, đó là tổ chức sự kiện. Hy vọng là các bạn có được nhiều những cái kiến thức bổ ích sau cái đợt học này, cũng như là có được thêm những cái tình bạn, tình cảm nó thật là ý nghĩa cho quãng đời sinh viên. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi lễ tốt nghiệp. Chúng ta nhớ chụp hình chung một tấm nha.